Vâng, thế mình đã đi gọi là tiêm tiêm tan mỡ đấy thì nó có giúp cho mình giảm cân không, giảm mỡ không ạ chị? Có giảm mỡ, nó giảm 5 cm chứ Vâng, nó giảm mỡ bụng rồi xong nó lại tăng trở lại à chị? tăng lại thì là do mình ăn đó, mình ăn mà mình ăn Chị ơi thì em cũng lý giải với chị như này chị ạ. Chị đã từng sử dụng các cái gọi là những cái thực phẩm giảm cân, những cái thực phẩm uống vào giảm cân. Thì bản chất những cái loại thực phẩm uống vào giảm cân ấy, có những thực phẩm nó không chứa những chất cấm chị ạ, có những thực phẩm nó không chứa những chất cấm đấy, nhưng những cái thực phẩm đấy nó đã loại bỏ hết những cái tạp chất đi rồi đấy. Vì vậy mà uống lúc đầu nó giảm được cân nhưng bắt buộc mình phải theo cả đời. Nếu còn nếu như chị ngừng một cái, chị ăn uống bình thường nó tăng cân ngay trở lại ngay. Loại thứ hai là những cái thực phẩm nó có chất cấm, nhưng cái loại này thì chị uống vào thì chị không ăn được cái gì luôn đấy, chị mệt mỏi mất ngủ, khô môi, khát nước đấy. Thì như loại này chị không ăn được thì không ăn được thì không ăn được có nghĩa là lượng calo in nạp vào cơ thể của mình nó không có thì mình sẽ giảm cân. Nhưng sau này khi mà chị ngưng một phát đấy là cơ thể nó sẽ bù đắp lại và nó sẽ tăng cân lên gấp đôi chị ạ. Theo cơ chế đó là gấp đôi đó. Còn chị mà sử dụng những cái và chị cũng đã gọi là đi gọi là tiêm tan mỡ chị ạ, thì nó bản chất nó như này chị ạ. Khi mà chị tiêm cái tan mỡ vào đó nhá, nó có hủy cho chị được cái phần mỡ bụng đấy, nhưng chị ạ, cơ thể của mình rất là thông minh, khi mà nó tan cái mỡ bụng như vậy thì ở các cái vùng khác ở trên cơ thể của chị nó sẽ dồn xuống chị ạ, nó sẽ dồn xuống đấy để nó phân bổ mỡ đều lên cơ thể của chị trong một thời gian rất là ngắn thôi, tiêm xong nó đã phân bổ xuống rồi. Chính vì vậy mà mọi người thường lao đầu vào những cái biện pháp nó nhanh chóng như vậy nhưng nó không đem lại kết quả, chỉ khiến nó chị em thất vọng và tốn tiền thôi chị ạ. Thế nên là đấy cũng là những cái lưu ý để chị có thể không nên sử dụng nữa. Thì bây giờ thì chị đã ngưng hai cái loại, đó là loại thực phẩm uống và cũng như là gọi là tiêm tan mỡ. Thì bây giờ chị cũng đã lên 5-6 cân rồi, lên 57 kg rồi. Em thấy là mỡ của chị tập trung nhiều ấy, là mỡ của chị tập trung nhiều thì em thấy là nhiều ở vùng bụng chị ạ, đúng không ạ? Đấy, qua những cái hình ảnh video chị gửi cho em thấy là chị đang tập trung nhiều ở vùng bụng. Mà mỡ nhiều vùng bụng thì chị đang thuộc cái dáng người gọi là dáng người quả quả táo ấy chị hình dung ạ. Đó, quả táo nó béo ở giữa chị ạ.